Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình đi công chuyện trên cái đường Nguyễn Ái Quốc này. Mình cũng sẵn tiện đây đưa quý vị và các bạn dạo vòng tham quan cái đường Nguyễn Ái Quốc. Hồi xưa là xa lộ không đèn, bây giờ mà đang đứng ở trời xanh đỏ là ngã tư cổng hai đó quý vị, còn gọi là ngã tư không vung. Quý vị về phải thì có thể là đi vô Phan Đình Phùng với chợ Biên Hòa. Bây giờ xin mời quý vị đi dạo vòng tham quan cái cảnh mới nhất của năm 2021, nhớ lại cái cảnh xưa trước năm 1975. Thì mình cũng nhắc sơ lại hồi xưa ở đây là cái đường nhỏ xíu rồi quý vị, 7-8 lớp kẽm gai hàng rào của phi trường nó ra tới ngoài đây luôn. Đây chỉ có đường nhỏ thôi, bây giờ là coi như là làm đường lớn, mấy làn xe chạy coi như là thoải mái. Hai bên hông buôn bán cái sầm uất cơ quý vị. Thì cái đoạn đường này từ ngã tư cổng hai của quân cho tới ngã tư một thì hai bên đây, hai bên đường cây cối mát mẻ. Thì tiện đi trên đường đây thì mình cũng xin mời quý vị và các bạn ngay chỗ ngã tư Bồn Nước nó có cái quán mì hủ tiếu Bình Phước. Mình cũng xin mời quý vị và các bạn đi ăn sáng với mình. Vô mình cũng nghe nói thôi, cũng chưa có ăn lần nào. Thì xin mời quý vị đi với mình thì vô ăn sáng hủ tiếu Bình Phước ở trung tâm thành phố Biên Hòa nha. Đó, thì quý vị thấy phía trước xa xa đó là cái một không quân. Đây là nó có cái móc là coi như là cái bồn nước bự. Giờ mình quẹo phải bồn nước, quý vị thấy bồn nước bự cao trên cao đó, bồn nước đó. Thì mình nghe nói là chỉ đây thôi, giờ mình đi tìm từ từ về vô. Thì nói chung cái tiệm hủ tiếu Bình Phước này mình cũng biết nhưng mình cũng chưa có ăn. Bây giờ sẵn tiện đi công chuyện trên đường này để vô rồi xin mời. Ông cái đường của huyện, trường của huyện quý vị. Đó, quẹo vô xuống dốc là tới rồi đó. Trời lại đông ta. Muốn gì anh? Cho tô hủ tiếu đi. Đầy đủ anh. Đầy đủ. Về hay ăn đây. Thôi đi ăn ăn đi. Để đây cho tao ăn. Tiếu ở ngoài. Hello.
Cũng tiếu Bình Phước nhà quý vị tuần Trung Dũng 60.000 một con, quý vị ăn ngon miệng, chúc quý vị ngon miệng nha. Thôi xin chào quý vị nha, mình ăn xong mình đi nha. Video đến đây cũng xin tạm dừng, hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem, trân trọng kính chào. Đi tiếp vô Thông Nhất á. Sao nhìn thấy bồn nước hồi đó, bồn nước đắm sừng sững như ngày nào. Đây, đây là công viên đài kỷ niệm nè quý vị. Đâu, phía bên phải của công viên đài kỷ niệm nè quý vị thấy có trường tiểu học Trịnh Quỳ Đức. Đó, còn tới đây là trường Trần Hưng Đạo, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Đó, về thêm đó trường đó, trường Trần Hưng Đạo. Đó, còn tới đây là trường Trần Hưng Đạo, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Đó, về thêm đó trường đó, trường Trần Hưng Đạo. Đó, còn chích tới nữa là quý vị thấy đó là ngã ba Dùng Mít. Ngã ba Dùng Mít. Còn đây là cái hẻm Lai Hổ xưa này quý vị. Hẻm Lai Hổ, khu điện, hẻm Lai Hổ. Băng qua đường đầy Thống Nhất. Video đến đây cũng xin tạm dừng, hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem, trân trọng kính chào.